thế đồ lên cho anh em tham khảo một con ạ của bạn này. Ý tưởng thì rất rõ ràng nhá, nhưng mà anh em chúng ta cùng tham khảo xem nó đã phù hợp với thời đại không nhé. Nhưng mà cái tâm trạng sao đặt thế này khả năng là thằng bạn thân vào ác cho nó đặt nha. Đây đây, từ từ đã, đang chế độ, đang chế độ, nó bị lag đấy, hôm nay không biết lag, nó mua cái đặt tọa đồ nó bị lag. Đây đây, xét ngũ hành 8x tăng 35% công cơ bản, đã giám định 60%, full 7, điều văn đầy đủ nha. Đó, kẹp giữa hai món đồ chế. Đây là cái giày Phồn Ti Hải, ưu đãi này, bao tay 99-100. Kiên này, 100-101, 91-91, ok. Áo này, băng độc, ngoại thủ, băng công, nha, đả nộ luôn. Đấy, cái này cộng vào nội lực luôn nha anh em. Đi ngọc nội lực này. Đó, anh em tham khảo này. Đó, hai slot nội lực này. Để không? Chỗ này thì vẫn giữ lại một hai viên thể. Đấy. Võ hồn xem nào. Chúng ta xem võ hồn là toàn mỹ chưa? Toàn mỹ luôn này. 409. Gớm mặt chưa? Kỹ thuộc tính không? Chưa. Đấy. Mời anh em thẩm nhé. Mời anh em thẩm định con này, áo cẩm tú du tiên nha, mang khuynh hướng hơi thở 208 209, đồng thời kết hợp với lại hiện đại 203 204 à 223 224 nhỉ nhá. Đó, mời anh em thẩm định về chỉ số, ví dụ là máu hay là cách PK hoặc là phương án nào cho tối ưu, vân vân nhé. Dự đoán xem nội công bao nhiêu các thứ.